Kính thưa quý vị, hôm nay trong phòng studio của Nhật báo Kali Today cũng giống như truyền hình Việt Nam thì hàng năm như vậy chúng tôi có mời ngài Gelton Kheo Trimpoche cũng giống như chị Tâm Trần Hiền Trang, dạ Hiền Trang. Đến studio chúng tôi để trình bày một số công việc Phật sự mà quý ngài Tây Tạng cũng giống như chị Tâm cùng với quý ngài để phục vụ cho đồng hương Việt Nam mình, đặc biệt là cộng đồng Phật giáo. Thưa quý vị đã nghe cái chương trình của ngài Gelton Kheo Trimpoche năm ngoái tổ chức một buổi sinh hoạt, trong đó có hai ngày gọi là Bạch Tài Bảo. Cái chương trình Bạch Tài Bảo thì quý vị đã tham dự, đã thấy được cái hiệu quả sự tu tập của mình, thấy sự phát triển của cái tấm lòng của mình như thế nào rồi. Thì ngày hôm nay thì cũng giống như hàng năm thì ngài cũng tổ chức những khóa tu học như vậy, thì có sự mà đóng góp và tất cả các phiếu sơ lân của quý thầy Tây Tạng đó là chị Tâm, thì đó là Hiền Trang. Hiền Trang xin lỗi. Yeah. Thì đó là lý do mà ngày hôm nay mà chúng tôi mời thầy và Trang để đến trình bày quý vị. Trước mắt là xin mời thầy gửi đến chào đến quý vị khán thính giả của Truyền hình Việt Nam, và sau đó là mời Trang. Và hôm nay Trang cũng làm cái phần sự là phiên dịch nữa. Yeah. Rinpoche, please say hello to everyone. Hello everyone. Happy to be come back again and happy new year too. Happy new year. Just still happy new year. Okay. Kính thưa quý vị, thì bây giờ nhắc qua thầy Gelton Kheo Trimpoche một tí. Thầy Gelton Kheo Trimpoche Trimpoche thì hiện nay thầy trụ trì tại một ngôi chùa ở trên núi tại San Jose, đó là cái chùa mang tên là Ananda Dharma Center. Thầy trụ trì đây cũng khá lâu rồi. Bên cạnh đó thầy có một tu viện ở bên Napan, gọi là Lamagan ở Napan. Và đồng thời quý vị biết rằng là thầy có thuyết phụ của thầy đã là thánh tăng rồi, và thuyết phụ của thầy hiện nay đã hóa thân và tại sân trở lại, và hiện nay thầy tu học ở bên Ấn Độ, thì đó là một điều mà rất may mắn cho thầy, cho chúng ta, là có vị thầy rất là độ lượng, rất là quan tâm đến là nhân loại. Để khi nào nhân loại không còn khổ nữa kia, thì khi nào một quý thầy mới là đi về là quay Phật. Mà còn một chúng sanh là còn mà đau khổ thì quý vị cũng là tái sanh. Và điều đặc biệt hơn nữa thưa quý vị, ngài là thuộc tông phái là Hoàng Mão, tức là Mũ Vàng á, mà cái điều này rất là gắn liền cùng một tông phái của ngài Đạt Lai Lạt Ma, phải không Trang? Dạ thưa vâng ạ. Dạ thưa Trang, xin kính chào quý khán giả và của chương trình. Dạ thưa thầy, đây là phái Mũ Vàng gọi là Gelug, là cũng là thuộc về phái của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Dạ. Thì có thể Trang dịch lại cho thầy nghe được không? Yeah. Thầy hiểu được. So introduce you as Rinpoche has Ananda Dharma Center as director spiritual and also Lamagan Monastery in Nepal. He's also talking about your guru is highly enlightened. And he's already been reincarnated and is studying in Nepal, in India. Cái điều đó là anh em chúng tôi và cùng giống như là cộng đồng Phật giáo, đặc biệt là hạnh diện chuyện đó là có được vị thầy, là có một cái tấm lòng là trở lại với cái thế gian để hòa độ chúng sanh, và thầy là chính là đệ tử của thầy tại sinh đó. Thưa ngài là Chodan Rinpoche, đệ tử của ngài Chodan Rinpoche. Thưa thầy, thì cái năm ngoái là thầy tổ chức là buổi tu học có mang cái tên là buổi tu học Bạch Tài Bảo, tức là trước đây có thầy có giải thích rồi. Ok, nếu như mình muốn cúng dường hay là mình muốn làm việc thiện hay là làm bố thí cái gì đó, thì đương nhiên mình phải có một cái tài sản hoặc là mình có tiền. Nếu mình có tiền bạc thì mình có những lời nói tốt đẹp đến với người khác, thì đó là một điều mà năm ngoái thầy đã có một cái khóa tu học là Bạch Tài Bảo rồi. Thì năm nay thưa thầy dự trù một khóa tu học như thế nào nữa? Xin mời Trang. Dạ. Thưa thầy.
Dạ thưa, cũng xin đính chánh là năm ngoái, cái pháp những 2 năm trước thầy cũng đã có tổ chức pháp tu ở đây ở San Jose, và là pháp tu của Đức Phật Dược Sư. Và dạ, năm ngoái thì là vị đó là Hoàng Tài Bảo, thì cũng là một vị Phật mà cũng kêu là đem tới cái phước lộc cho mọi người. Dạ. Thì năm nay thì cái khóa tu của mình ở đây là về Phật Quán Âm và Phật Bạch Tài Bảo. Dạ. Dạ thì Rinpoche, the question is, you had done these events in the past years, Medicine Buddha, Yellow Zambala, and as you explained last year, you need to practice the practice of giving, but you cannot give unless you have some resources, and either monetary or the love and compassion or the good words for people. So in order to practice that, you need to have blessings from these Buddhas. But the question is, how is this program this year different than last year? Oh, this this program, the last year we have is Medicine Buddha teaching and practice, and this year we have the celebration of the Avalokiteshvara practice, teaching and practice. So this Avalokiteshvara teaching and practice, this year we choose this, first of all, is because this year, according to the astrology, Tibetan astrology, as well as Chinese astrology, this year is quite rough year, quite disastrous, you know, it's the many bad things that has been happening is going to be get worse in this year. You know, many wars is and natural disasters and people's negative tendency is increasing. So it's very important to pacify all this negative forces and all this disaster, unnecessary disaster, collective and individual. So this can be only pacified with the strong sense of the love, compassion, the wisdom, and the power. So this, when you have the love, compassion, wisdom, and power, then this light is more powerful than darkness. Once light in, darkness will go away. That's the nature of the universe. So this year, which drew the Quan Âm. Vietnamese is called Quan Âm, Chinese called Quan Yin, Tibetan called Jerisik. Quan Âm means one who hear the cry, one who hear the cry of sentient beings, pain and suffering and disaster. So when you practice Quan Âm, then it helps you to develop or enhance your seed of love and compassion. You open your heart and mind. Seed of love and compassion open. So in this way, then
you receive the blessing of Quan Âm, energy of Quan Âm. So when you receive this blessing, then the power of the blessing is that it can prevent many collective karma or individual karma to ripen. It will prevent ripening the negative karma. And also not only prevent the ripening the negative karma, even negative karma arise. Many problem, disaster, difficulty arise in your life or around the world, you have the inner strength. It gives you the inner strength to go through all the difficulties and challenges. Not only that, all these unfavorable conditions can transform into favorable conditions. The weakness can change into your strength. So this, all this we gain through the power of receiving the blessing of Quan Âm. That's why we choose this this year, the practice of Quan Âm. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Dạ, thưa Thầy nói là năm nay nó khác với lại những năm trước. Là những năm trước mình đã dạy về Đức Phật Dược Sư cũng như là Đức Hoàng Tài Bảo. Thầy đã giảng dạy và thực hành cái pháp môn đó. Nhưng mà năm nay, cái pháp hội năm nay là mình chú tâm về Phật Quán Âm. Phật Quán Âm mà thầy sẽ giảng dạy và hướng dẫn cho mình thực hành cái pháp môn Phật Quán Âm. Và cái lý do mà tại sao năm nay thầy chọn cái chủ đề này là theo như những cái tử vi tiên tri của người Á Châu cũng như người Tạng, thì thực sự là năm nay là một cái năm rất là khó khăn cho mọi người. Rất là có nhiều những cái thiên tai, những cái chuyện xảy ra mà không đáng để xảy ra, cũng như là những chiến tranh mà không những là đang xảy ra mà sẽ xảy ra rất là nhiều, và càng ngày cái năng lượng tiêu cực nó sẽ càng tăng trưởng trong năm nay. Cho nên vì vậy thầy để cho mình có thể tịnh hóa tất cả những cái năng lượng xấu mà không cần thiết phải có, và những cái tai ương đại nạn ở trên thế giới này một cách tức là những cái chuyện này nó đang xảy ra không những là chỉ cho từng cá nhân mà cho cả cộng đồng của thế giới. Cho nên là để mà có thể tịnh hóa được những cái điều này thì mình cần phải có một cái lòng yêu thương, từ bi, trí tuệ và đồng thời cái sức mạnh nội tâm. Khi mà mình có được cái lòng yêu thương, từ bi, trí tuệ và cái sức mạnh nội tâm thì cái cuộc sống của mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tức là mình sẽ đem cái ánh sáng soi sáng vào. Khi mà ánh sáng soi sáng vào thì cái bóng tối nó sẽ bị xua đi. Cho nên năm nay nói về Phật Quán Âm, tại vì Ngài là một cái người lúc nào cũng lắng nghe những cái tiếng kêu gọi than khóc của chúng sanh, và Ngài lúc nào cũng muốn giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi những cái nỗi đau, sợ hãi và những cái đau khổ trên cho tất cả mọi người. Khi mà chúng ta thực hành cái pháp môn Quán Âm này thì nó sẽ giúp cho ta tạo nên một cái sự khai mở về cái lòng, cái chủng tử, cái nhân của cái lòng từ bi và cái tình yêu thương. Cái nhân này nó sẽ mở cái tâm của chúng ta cũng như là mở cái trí tuệ của chúng ta.
Tại vì khi mà cái nhân này nó khai mở bởi cái lòng từ bi yêu thương chúng sanh, thì mình sẽ nhận được rất nhiều những cái sự gia trì cũng như là những cái năng lượng đến từ Ngài Quán Thế Âm. Khi mà mình nhận được những cái năng lượng này, những cái sự gia trì này, thì nó sẽ giúp chúng ta có thể tiêu trừ được những, tịnh hóa được những cái nghiệp quả xấu mà riêng mỗi người và cũng là những cái cộng nghiệp của tất cả mọi người. Cho nên khi mà những cái nghiệp quả xấu này nó khởi lên, thì trong cuộc đời của chúng ta hoặc là ngay trong cái thế giới ngày hôm nay, thì khi mà mình thực hành pháp môn Quán Âm thì nó sẽ giúp cho chúng ta có cái sức mạnh để mà có thể chuyển hóa, có thể thay đổi từ những cái việc xấu nó thành cái việc tốt hơn, cái việc nó dễ dàng hơn cho chúng mình, cho chúng ta. Cho nên là thay vì là những cái xấu thì là những cái yếu, thì nó trở thành cái sức mạnh cho mình. Cảm ơn Trang rất nhiều. Dạ. Thưa quý vị, để tóm lại cái lời dạy của thầy á, qua Trang phiên dịch á, thưa quý vị, như vậy là có hai phần. Phần thứ nhất á, là cái pháp hội tu học này về pháp môn Quán Âm á, tức là mình nghe thầy giảng như thế nào, rồi sau đó mình đem những cái thứ đó mình về thực hành. Thầy giảng á, là có phần thứ nhất á, là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát á, là một vị Bồ Tát luôn luôn lắng nghe sự đau khổ, lắng nghe những cái rên xỉu của con người, lắng nghe những cái tai ương, chỗ nào có tai ương ngang mắt ngang tay là Quán Thế Âm sẽ có mặt để mà giúp đỡ cho đó. Mình hay cầu nguyện là Quán Thế Âm Bồ Tát á, cứu khổ của Quán Bồ Tát á, thì đó là tinh thần của thầy như vậy. Rồi sau khi mình nghe được cái pháp hồi Quán Thế Âm, tức là hành của Quán Thế Âm lắng nghe như thế nào, thì bắt đầu mình put into action, là put into practice, tức là mình đưa vào để thực hành. Thì thầy có dạy thế này, thứ nhất là tình yêu thương. Chứ khi mình có tình yêu thương á, thì tất cả mọi cái đều nó tốt đẹp hết. Thế giới hòa bình, con người hòa bình, cộng đồng hòa bình, trong đó có lòng từ bi, trong đó có sự hiểu biết bằng trí tuệ, và trong đó có cái giá trị là cái sức mạnh trong nội tâm. Đó là thầy giảng như vậy. Và cái điều mà thầy nhận mình đó là cái nhân về cái quả mình gieo gì mình gặp cái quả đó. Và đồng thời thầy còn nói là vấn đề cái nghiệp, cái con người của mình là có cái nghiệp, cái đó mình, nếu như mình tạo cái nghiệp tốt thì đương nhiên là mình hướng được cái tốt, mình tạo cái nghiệp xấu mình hướng cái xấu. Như vậy tóm lại như vậy phải không ạ? Ok, thì bây giờ câu hỏi cho thầy nữa. Thưa thầy, thì năm ngoái á thì mình có cái pháp hội về Phật Dược Sư, thì theo thầy nhận xét và thầy đánh giá là các Phật tử mà theo cái pháp hội năm ngoái á, thì có quý vị Phật tử nào có đến vì thưa thầy con đã phát triển được những cái gì con đã theo học pháp hội trong năm ngoái không? Mời Trang. So the question is, from our previous event, to you taught people how to practice the Medicine Buddha. The question is, any of your students have come and let you know that they have actually learned and made their life better? Oh, yes, definitely. So many people later on told me that they are very blessed to be able to receive that teaching and know how to do meditation, how to chant, the meaning of the chanting, and how to chant this with the meditation. So they did some of well after they meditate. They feel they feel the body become very light, and the mind also become very light. So different the benefit they received. Some say
they feel like the medicine Buddha is not outside, it's inside of me. Inside me, I feel it. Some say like this. I feel it. And then they even dream medicine Buddha a lot. So the most of the people say that they receive the blessing in the way that they, when they do it, the mind become very calm. Mind become very calm. Yes, that's true, definitely. Everyone will receive the benefit. When you chant the medicine Buddha's mantra with the meditation, 100% sure. Why? Because this chanting mantra is the create a vibration within your body, vibration. That vibration then narrow down all your thoughts, narrow down all your thoughts. Mm-hmm. And then you centralize all your energy into one. So then you feel very grounded, very grounded, very rooted, because your mind, your energy, your body, everything centralized into one point. That's right. Thank you. Mời Trang. Dạ, thưa thầy nói là chắc chắn là những đệ tử mà đã theo học cái khóa dược sư năm ngoái là họ đã rất nhiều người đã nói với thầy là họ cảm nhận được cái sự gia trì và nhận được cái sự gia trì không những là từ những cái lời giảng dạy của thầy nhưng mà qua cái sự thiền hành cũng như là tụng chú và hiểu về những cái câu chú mà mình tụng. Và khi mà tụng chú thì là tụng với một cái sự quán tưởng ở trong đó, thành ra nó có một cái ảnh hưởng rất là mạnh mẽ. Tại vì sau khi thiền thì họ cảm nhận, có một số người nói là sau khi thiền họ cảm nhận là cái thân họ cũng như cái tâm của họ trở nên nó nhẹ nhõm hẳn lên. Tại vì một trong những cái lợi ích mà nhận được đó là họ cảm nhận như là Đức Phật, Dược Sư ở trong tâm của họ, ở trong chính tâm của họ. Họ cảm nhận được như vậy. Và nhiều người lại nằm mơ thấy Đức Phật, Dược Sư và nhận được cái sự gia trì từ Ngài khi mà họ thực hành cái pháp môn Dược Sư. Tại vì họ nói, cũng một số người cũng có nói là cái tâm của họ trở nên rất là yên tĩnh. Cái tâm của họ rất là yên tĩnh. Tại vì khi mà mình mọi thứ đều sẽ thay đổi nếu mà mình tụng cái câu chú với một cái sự quán tưởng. Tại vì khi mà mình tụng câu chú đó thì nó tạo ra những cái từ trường. Những cái từ trường đó nó sẽ đem tất cả những cái ý tưởng của mình, những cái thân của mình, cái tâm của mình, ý tưởng của mình, nó trở về cội nguồn của mình, nó trở về cái tâm của mình, nó ở bên trong. Cho nên là họ cảm nhận được như là họ được thầy nói là trụ lại, cái tâm mình nó trụ lại, nó trụ một, giống như là nó mọc gốc rễ, nó trụ lại. Cho nên là không phải là chỉ cái tâm không, mà cả cái thân và những cái năng lượng chung quanh nó cũng đều trụ lại một nơi chốn. Dạ thưa thầy, thì năm nay Pháp hội Quảng Âm được tổ chức là 2 ngày, ngày 24 và ngày 25 tháng 2. Thì thưa thầy, trong chương trình có như thế này, tức là Pháp hội Quảng Âm Jambala Trắng. Thì trong đó có chương trình những đồ quán đảnh và thực hành Pháp tu Phật Quảng Thế Âm rồi về thiền quán. Thì thưa thầy, có một số Phật tử mà căn cơ thấp
họ không hiểu chữ quán đảnh. Thì thưa thầy, thầy có thể giải thích chữ quán đảnh là như thế nào thưa thầy? Rinpoche, talking about the 2 days event, we have the Genseric and Zambala, but he would like to clarify for those that who are just beginning on the spiritual journey, to explain what is visualization, what is meditation, initiation, how is that different, how is that helping? Oh. So the first the meditation, visualization, and initiation. So these three things same but different. Same but different. In your spiritual journey, first you need to do meditation. So the meditation then takes you from the outside into the inside. Meditation opens the door your spiritual practice. It is a gateway for you to enter into the path to liberation, meditation. So when you do meditate, you bring your mind that distracted around outside, bring inside. Inside into the path. Okay, so then so when you enter into the path, then you take journey through the path, meaning that you progress along the path. So progress along the path, you do meditation together with the visualization. That visualization is very powerful. It's a kind of meditation. It's a very powerful, effective, very creative. I would say very creative way of meditation. So there is in this visualization, what you are visualizing. This visualization is the highest, the positive mind. It's the very powerful. In this visualization, what are you visualizing? Visualizing that your Buddha nature already manifest. So you are Buddha. I'm the Buddha. You see? I'm the Buddha. You're bringing the result into the path. You're bringing the future. Future, you are everybody going to become a Buddha. So the future you bring here, I'm the Buddha. So then, from your heart, a rays of light emanated, and then travels to a different direction. With this light, you're visualizing that it's pacified. All the unfavorable environment, and then reach to the sentient being, all the being. When light reaches to them, it's purified all the negativities, obscurations, sickness, the fear, and all the obstacles, and awakened the Buddha nature, awakened the seed of love, compassion, wisdom, and power. So you are visualizing like this, you see. So then when you visualize like this, it's very powerful, huh? So that helps you to go through the spiritual path very fast and furious. Very fast and furious.
So that is the visualization. So what is the initiation? So initiation is initiate. Initiation helps you to initiate in the sense that it opens the gate of your potential. It opens the gate of your the potential. So it opens your heart. We call it. It opens your chakra. It opens your chakra. So then, when it opens, then you during this initiation, you gain the four benefit. First one, through the initiation, you receive the blessing of Buddha. First, huh? Now, why you receive the blessing of the Buddha? Because during the initiation, the heart and the mind opens. That's why you receive the blessing. Why you receive blessing? Because during the initiation, you knock the door of the house of Buddha. Some Buddha opens the door for you during the initiation. The first benefit, receiving the blessing. Second benefit is the purification. During the initiation, with the blessing of the Buddha, then it purified all the negativities of body, speech, and mind. It not only purified, it deep tissue cleansing. You know, all system get completely purified. Second benefit, purification. Third benefit is this, during the initiation, it awakens your seed, awakens your potential, awakens the seed of the Buddha that you have on your consciousness. So the fourth benefit, then you gain the authority or the permission to visualize yourself as a Buddha and then practice the path and give you the authority to chant the mantra. So this is the benefit of initiation. Xin mời Trang. Dạ thưa, ở đây thầy có giải thích về ba cái điều mà mình hồi nãy có nói sơ qua. Tuy là cái điều thứ nhất là thiền, cái điều thứ hai là quán tưởng, và cái điều thứ ba là quán đảnh. Thầy nói là nó giống nhau nhưng mà nó cũng khác nhau, là tại vì trên cái con đường hành trình tâm linh của mình đó, thì cái điều đầu tiên trước nhất cho Phật tử mới vào thì là mình phải có biết cái thiền quán. Và thiền như thế nào để mà mình đem những cái từ bên ngoài, mình đem cái tâm mình nó vào bên trong, để cho cái tâm mình được yên lắng, và mình mở cái cánh cửa của cái con đường hành trình tâm linh của mình. Nhớ giống như là một cái con đường mà mình phải mở cái cửa để mình có thể bước vào cái hành trình tâm linh. Và khi mà cái tâm của mình bên ngoài thì lúc nào nó cũng bị quấy nhiễu bởi những cái tư tưởng, những cái ý tưởng. Thành ra là khi mà muốn mà tu tập thì mình phải đem cái tâm nó vào để cho cái tâm mình nó được yên lắng trước thì mình mới có thể tu tập được. Và một khi mà mình đã vào trong cái con đường đó rồi, cái con đường gọi là đường đạo đó, thì là mình cái bước kế tiếp là mình thiền và mình quán tưởng cùng một lúc. Đây là một cái phương pháp rất là thiện xảo của Mật Tâm, rất là mãnh liệt. Tại vì sao? Tại sao mà mình cần phải có cái sự quán tưởng như vậy? Thì khi mà mình quán tưởng
thì mình cảm nhận được là mình thấy Đức Phật là cái tâm Phật là ở trong của chính mình, và mình trở thành Phật, mình trở thành vị Phật đó. Mình nói là mình đã là Phật rồi, cho nên những cái tại vì cái Phật tánh chung của chúng ta thì là chúng ta ai cũng đều có cái Phật tánh, và ai cũng có thể trở thành vị Phật trong tương lai. Nhưng mà khi mà mình vừa thiền định và mình quán tưởng thì mình nói tự nhủ với mình là mình có thể trở thành Phật, và mình hiểu cái điều đó ở trên cái con đường tu tập của mình. Thì từ trong cái sự quán tưởng của bên mật tâm đó, thì là mình quán tất cả những cái ánh sáng, những cái tia sáng chiếu hết khắp cả mười phương, từ vị Phật thì chiếu sáng ra tất cả mười phương, và nó thanh tịnh hóa cho tất cả chúng sanh. Và những cái đau khổ, những cái sợ hãi, những cái lo lắng, những cái bệnh tật đều được tẩy trừ, và nó khơi động lên cái hạt nhân của cái sự yêu thương và cái lòng từ bi. Thì cái sự quán tưởng này nó sẽ giúp mình trên cái con đường tu tập Phật pháp của mình một cách nhanh chóng, một cách thật sự là nhanh chóng mà không tưởng được. Rồi cái điều thứ ba là cái gọi là cái quán đảnh. Và cái quán đảnh này tức là mình được khởi tâm, mình khai tâm, mở cái tâm của mình ra, mở cái những cái tiềm năng ở trong tâm của mình, cũng như là mở cái luân xa. Thì đây là tại vì sao mà có cái sự quán đảnh như vậy. Tại vì khi mình nhận được quán đảnh, mình có bốn cái lợi lạc. Cái lợi lạc thứ nhất là mình nhận được cái sự gia trì của chư Phật. Tại sao? Tại vì khi mà mình mở cái tâm của mình ra, mình mở tâm, mình mở trí của mình ra, mình giống như là mình gõ cửa để mà xin vào nhà của Đức Phật, thì Ngài sẽ mở cửa, hoặc Ngài sẽ hoan hỷ đón mình vào. Cái lợi ích thứ hai tức là mình được thanh tẩy, thanh tịnh hóa tất cả những cái nghiệp chướng mà từ vô thủy kiếp mà về thân khẩu ý của mình, thì đều được thanh tịnh hóa, giống như là một cái sự thanh trừ, thanh tẩy từ tận cho là gốc rễ, từ xuống tận lớp da thịt của mình, và nguyên cả cái con người của mình, từ thân khẩu ý nó đều được thanh tẩy, thanh tịnh hóa. Cái lợi ích thứ ba là nó khơi dậy, nó khơi đánh động được cái nhân, cái Phật tánh ở trong mỗi chúng ta. Nó khơi lại cái Phật tánh trong mỗi chúng ta, tại vì chúng ta đều có, nhưng mà chúng ta quên, chúng ta không có chú ý đến nó. Thì bây giờ nó sẽ qua cái sự mà nhận được cái quán đảnh, thì nó sẽ khơi dậy cái Phật tánh đó. Và cái lợi ích thứ tư là mình được nhận được cái sự cho phép để như thế nào? Cho phép để mình có thể quán tưởng mình là một vị Phật. Và mình có thể cho phép để mình có thể được tu tập cái pháp môn này và được tụng những cái câu chú của cái vị Phật đó. Dạ. Yeah. Cảm ơn Trang. Thưa thầy, thầy có thể nói sơ thôi, còn thì như là thầy có những cái bài giảng, thì trong khi mà quý vị Phật tử có thể đến trong ngày hai ngày pháp hội này, mà thầy có giảng có thể là giảng nhiều hơn, tại vì trong chương trình mình có hàng á, thì thầy có thể thầy nói một cách vắn tắt để cho Phật tử hiểu thôi. Còn còn cái bài giảng mà thầy có soạn sẵn hoặc là sắp đặt sẵn á, rồi quý vị có thể có thời gian được nghe nhiều hơn á. Yeah. Trong cái chương trình mình có giới hạn á. Yeah. Thầy xin thầy nói cách ngắn gọn để cho quý Phật tử hiểu cách đơn giản hơn. Xin mời Trang nói cho. Yeah. Due to the limited time we have, in your answer, keep it short, and then you can expand on your teaching later. Okay. You have a time. Okay. We have a teaching later. Okay. Okay. Thưa thầy, trong hai ngày đó là có cái chương trình gọi là thiền quán về Bồ Đề Tâm và hành Bố Thí. Thưa thầy thì thầy có thể nói sơ qua trong cái phép mà tu học là về thiền, mà thiền về hành Bố Thí, thiền về Bồ Đề Tâm.
Xin mời thầy. Yeah, would you please talk a little bit about the meditation on bodhicitta and also the giving, the first paramita. Oh, yes. Meditation on bodhidhamma, bodhicitta. Meditation on the bodhicitta is the quintessential of Buddhism. Essence of the essence of all the Buddhist teaching. You know, if you, essence of in this bodhicitta is contains the teaching and practice of Theravada, teaching and practice of Mahayana, and teaching and practice of Vajrayana. So this, when you, all the Buddhist teaching that Buddha taught during the 45 years until Buddha passed away, Buddha become enlightenment, and then until passed away, during this 45 years, all the teaching the Buddha teach is all mainly is about the meditation on bodhicitta. So the when you do the bodhicitta meditation on bodhicitta, then you gain the purpose of this life and next life. It brings peace and happiness within oneself and around the people, around you. So this meditate, this is the highest form of the love and compassion. Meditation, and the wisdom. So that's why it's called the bodhicitta meditation is gateway to enter into the Mahayana. Mahayana means making your mind. Maha means mega, big, huge. Your heart and mind become mega, huge. So this when you meditate on it, you're thinking, you open your heart and mind completely, no any reserve. You only think about all the suffering sentient beings and want to realize your full potential for the sake of all the sentient beings. So that is the bodhicitta meditation. So I want to help all the sentient beings through realizing the full potential of myself. So when you think like this, this is the bodhicitta meditation. When you meditate on bodhicitta, then it awakens your seed of unconditional love, compassion, wisdom and power. So then out of this meditation, then you're willing to give. You don't say, I have nothing to give. You have everything to give. You have time, give to other people, listen to other people. You have energy to give. You have resources, outer resources and inner resources, especially inner resources. You have all the resources. Not only have, you give without any expectation. Without any expectation. Even there's no sense of, I want to give, no motivation. It's spontaneous.
You know, son has no motivation to give, right? Light and warmth. It's spontaneous like this. When you have Buddha awakens your unconditional love and compassion, even there's no thought of giving. It everything is gift. You become giving. Give what you do not expect in return. Yes. Yeah. No expectation, no return, nothing. Mm-hmm. Just a give. Mm-hmm. From my side, I give you. And not only this, mm-hmm. even there's no motivation. There's no thinking I want to give. Right. Mm-hmm. It's just spontaneous. Yeah. Just give. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, that is the reason why the practitioner come to learn how to meditation about how to cultivate their heart. Yes, okay, yes. How to develop it to give, but do not expectation in return. Right? Yes. It's in my time, right? Dạ, thưa thầy nói là cái là khi mà mình nói là thiền về Bồ Đề Tâm. Thì thật sự cái Bồ Đề Tâm là một cái tinh túy, cái là tinh túy của trên tất cả những cái tinh túy về cái sự giáo pháp của Đức Phật. Tại vì đây là cái Bồ Đề Tâm là từ bất cứ cái môn phái nào, từ Nguyên Thủy cho đến Đại Thừa cho đến Kim Cang Thừa, tất cả mọi người đều tu theo cái pháp môn Bồ Đề Tâm. Đức Phật sau khi mà Ngài đã giảng dạy 45 năm, Ngài thành đạo và Ngài viên tịch, thì tất cả những cái giảng dạy của Ngài đều nói về cái sự thiền quán về Bồ Đề Tâm. Tại vì sao? Là tại vì khi mà mình thiền quán về Bồ Đề Tâm thì mình có một cái sự cảm nhận như là cái cuộc đời sống, cái đời sống của mình có một cái ý nghĩa, mà không những chỉ trong đời này mà còn về những đời sau nữa. Tại vì nó đem tới cho mình cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc đời này, và không những chỉ cho chính mình mà còn cho tất cả những người xung quanh mình nữa. Thành ra đây là một cái thiền quán, cái là nói về cái lòng yêu thương, cái lòng từ bi, trí tuệ, là nó là cánh cửa để mở cái tâm của mình ra. Tại vì theo tiếng Phạn, cái Mahayana tiếng là Đại Thừa. Maha có nghĩa là lớn, rộng lớn, to lớn, và cái tâm và cái trí tuệ của mình trở thành một cái tâm rộng lớn, to lớn. Khi mà mình thiền về Bồ Đề Tâm thì cái tâm của mình và cái tim của mình, trí tuệ của mình nó mở ra hoàn toàn, nó mở ra tất cả để mình cảm nhận được những cái sự đau khổ, những cái sự khó khăn của tất cả chúng sanh. Tại vì đó là lý do tại sao mình muốn trở thành Phật. Để như thế nào? Tại vì mình muốn trở thành Phật để mình có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. Và mình cũng muốn là khi mà mình đã nhận được, mình đã trở thành vị Phật, thì mình cũng muốn cho những người xung quanh mình đều có cái tiềm năng, cái khả năng trở thành vị Phật cũng giống như mình. Đó là cái lòng mà từ bi, cái lòng thương yêu vô bờ bến, mà không có cái sự đòi hỏi, không có cái sự suy nghĩ về những cái lợi lạc của mình. Cho nên khi mà mình có và mình cho tất cả, thì mà đừng có bao giờ mình nghĩ là mình không có gì để cho. Là tại vì mình có thời gian, mình có thể lắng nghe cái tâm sự, những cái khổ sở của người khác. Mình có cái năng lượng và những cái tiềm năng nội tâm cũng như bên ngoài, những cái phúc lộc mình có được, thì mình khi mà mình có được như vậy thì mình nên cho đi. Mình cho đi là không, với lại không có cái sự đòi hỏi, không có cái sự suy nghĩ, suy xét về những cái động cơ tại sao mình cho. Và những cái điều mình cho đi là nó tự khởi, nó tự phát ra, chứ không phải là một cái động cơ. Cũng giống như là mặt trời khi mà chiếu sáng trên trái đất này thì chiếu sáng tất cả mọi nơi, mà không có nghĩ là mình sẽ được lợi lạc gì đem trở lại cho mình hết. Cho nên là khi mà mình cho như vậy thì cái điều cho đó nó rất là vĩ đại, rất là to lớn. Mm-hmm. Yeah. And you know, some people said that, okay, I do not have anything to give.
Oh, right. No, that's wrong. Uh-huh. You have infinite resources mm-hmm. to give. For example, you have a time. Mm-hmm. You see, you listen to the people. You know, to listen to their cry. That's you giving time. you're giving time. Let them to speak out, mm-hmm. throw out all the garbage. When you listen, it will help them greatly. You know, so that's just giving time. Mm-hmm. Then giving energy. And energy means, people when you go to the market when you go to market someone need the help, whatever help they need, for example, I cannot find a chair, you go and find a chair, let them to sit. Just giving energy. And then the person cannot walk, you carry on your shoulder. That's to give energy. Like this, physically you have, that you have a physical body. Mm-hmm. So that you can use, this is giving the energy. And then giving the material, that's all you know. Maybe you're thinking that I have nothing to give because I have no money. No, money is the one thing. If you don't have money, it's okay. You can give the time, energy, especially merit. You can give the merit. The best, the gift to that person is the merit, your merit. You share out of love, you have nothing, but you think that you have a merit. So you share your merit. Someone who is less privileged than you in financial or in physical the well-being or whatever, you share this merit. I wish and I give my merit to that person, so he can release from that poverty. A release from that sickness. I give my merit. Mm-hmm. That's the best gift. Mm-hmm. Oh, you use the soft word to the other. Yes. Xin mời Trang. Dạ thưa, cái câu hỏi là có nhiều người nói rằng là mình không có gì để mà mình có thể cho đi để bố thí. Thì thật sự thầy nói là không phải như vậy. Là thật sự là mình có vô số điều để mình có thể cho đi, nên là không có cái sự mà giới hạn những cái gì mình có thể cho đi. Thứ nhất là mình có thể cho đi cái thời gian của mình, cái thời gian mình có thể dùng để mình lắng nghe những cái khổ đau, lắng nghe cái lời, những cái tiếng khóc của những người mà đang trải qua những cái sự đau đớn khổ sở. Mình lắng nghe, mình cho họ cái dịp để mà họ thổ lộ cái tâm tình của họ, để họ bớt đi những cái niềm đau đớn đó, thì đó là mình cũng đã giúp cho người ta rồi. Cái điều thứ hai là mình có thể cho họ cái năng lượng của mình. Thí dụ như thầy nói là bây giờ mình đi chợ mà mình thấy cái người đó họ đi không được, thì mình giúp họ để mà họ giúp họ đi, hoặc là nếu mà người ta đi không được thì mình có thể khiêng vác họ đi, hoặc là họ cần cái ghế thì mình đi lấy ghế cho họ, tại vì họ không có cái năng lực để làm những cái điều đó, thì mình có thể giúp cho họ bằng cái năng lượng của mình. Cái điều thứ ba là mình có thể cho đi cái tiền tài, những cái vật chất. Thì cái điều đó thì lẽ nhiên mọi người đều hiểu là cái tiền tài vật chất đó là mình cho đi. Nhưng mà đừng có nghĩ đây chỉ là một thứ, mà chỉ là cái tiền tài vật chất. Nếu mà mình không có tiền thì mình có thể cho đi cái sự mà những cái công đức mình đã tích lũy được. Những cái công đức tích lũy được là mình có thể chia sẻ với tất cả mọi người cái tình yêu thương đó, cũng như chia sẻ với tất cả mọi người những cái công đức mình đã tích lũy cho những người mà kém may mắn hơn mình,
thí dụ như kém may mắn về tài chánh hoặc là về vật chất, thì mình cho đi như thế nào? Bằng cách là mình hồi hướng cái công đức của mình, thật sự là mình hồi hướng, mình chia sẻ những cái công đức mình tích lũy để cho những người đó họ có thể được giải thoát khỏi những cái khổ sở về nghèo đói, bệnh hoạn về tinh thần. And there's also dharma giving. Everybody can give this dharma giving. We call it dharma giving. Dharma giving is like this, okay? On the road, it's the when the cockroach is you see on the street, then you afraid that will be killed by stepping on it, or hit. You bring this cockroach from the road on the road to the side there. And then the animal, any animal, you save them from the danger. This all the dharma giving. Dharma giving. And then people who is great in suffering, you give them advice. That's the best dharma giving. And then recommend them to go to the temple to pray, to do prostration. To learn the dharma, To learn meditation, these are dharma giving, supreme gift, more merit than giving money. Right. Giving money, you can have one time, but again, dharma giving is whole life, not only this life, right. All the life it will benefit. Dạ, thưa thầy cũng nói là cái điều thứ tư đó là thực sự là mình bố thí pháp. Thì bố thí pháp có nhiều phương cách để mà bố thí pháp. Thí dụ như mình đi trên đường mình gặp một con gián hoặc là một con thú vật nào đó mà mình sợ là mình sợ dẫm phải nó và làm cho nó chết, thì mình bóp nó sang, mình để nó sang một bên. Hoặc là một con thú vật nào đó mình nó đang gặp khó khăn, mình nghĩ là nó có thể bị tai nạn, thì là mình có thể giúp nó để tránh được cái tai nạn đó. Mình cũng có thể bố thí bằng cách là khi mà người ta đang đau khổ thì mình cho người ta một cái lời khuyên. Cái lời khuyên của mình có thể làm dịu được cái nỗi khổ của họ. Hoặc là mình có thể cho họ những cái giới thiệu họ đến với pháp bằng cách là hướng dẫn họ đi tới chùa để mà cầu nguyện cũng như là lễ lạy hoặc là học pháp. Tại vì thực sự là cái bố thí pháp này nó có rất nhiều công đức, nhiều hơn cả là mình bố thí tiền tài. Tại vì cái bố thí pháp này nó là từ đời này qua đời khác, nó đời đời kiếp kiếp nó tiếp nối với nhau, chứ không phải chỉ một lần khi mà mình bố thí tài vật. Cảm ơn Trang rất nhiều. Thưa quý vị, thì qua lời mà thầy vừa giảng và qua lời của là Trang phiên dịch đó, thì tóm lại như thế này, thưa quý vị, vấn đề quán đảnh, quán tự nhà, quán đảnh là gì? Quán đảnh là đến đó có quý ngài đã tu luyện rất là lâu, đạt được một cái mức độ tu hành nào đó, thì quý thầy có thể là khai mở tâm trí cho mình được. Thì chứ bây giờ mình biết là bố thí là cái gì, do đó khi mà để các thầy là khai mở trí tuệ cho mình rồi quán đảnh đó, tức là đưa những cái từ hay là dạy cho mình làm thế nào mình thấy rõ sự vật mà thôi. Đó là quán đảnh, là thầy khai trí cho mình. Nhiều khi mình biết cái điều đó, khi mà nghe ai nói thì mình hiểu được, mình mới biết được. Còn nếu mình nghe thì mình biết được. Đó là quán đảnh cách thông thường như vậy. Thưa quý vị, tại vì ở trong cái từ của Phật giáo có nhiều từ lắm, mà có rất là nhiều nghĩa lắm. Cái đó khi mà hiểu về cái thơm của Phật giáo cũng hơi khó tí, phải không? Cái đó nói chung là giải cách vội vã như vậy. Thì bây giờ quán tượng chẳng hạn, quán tượng là gì? Quán tượng thì cũng nghe còn rất là khó hiểu. Quán tượng tức là mình nhìn sâu vào sự vật, hay là mình quan sát vào sự vật cho cách rõ ràng, cách tương tận. Thì cái đó là nhờ quý thầy, là các thầy hướng dẫn cho mình nhìn sự vật như thế nào, mình quan sát sự vật như thế nào, đó là quán đảnh và quán tượng. Rồi bây giờ là bồ đề tâm như thế nào, thì cũng nghe là bồ đề tâm, cũng đó là cái thơm của bên Phật học. Thật ra là bồ đề tâm là gì? Đó là cái tấm lòng cởi mở trong của mình, trong lòng của mình á. Các mọi người đều có sẵn cái lòng tốt ở trong mình á, nhưng có cái là có ai khai mở cho mình
Để khi này mình cởi mở được cái lòng tốt của mình, gọi là bồ đề tâm. Và bổ thị là gì? Nghe là bổ thị cũng hơi khó hiểu. Thật ra là bổ thị là mình cho đi. Mà bên tinh thần Phật giáo chúng cho thầy vừa giảng đó, là mình cho đi mà mình không có suy nghĩ về vấn đề lợi lạc cho mình. Mình cho đi không cần phải có những benefit. Thì thưa quý vị, đó là những cái mà là tóm tắt là những lời thầy dạy như vậy để cho mình hiểu cách ngắn gọn hơn đó, hả? Dạ. Như vậy có đúng không ta? Dạ thưa đúng ạ. Dạ, 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 dạ. Ok, thì bây giờ như vậy là quý vị thấy rằng là các quý vị dự cái pháp hội trong 2 ngày này là quý vị hưởng được lời lạc như vậy đó. Thì bây giờ mình tôi không biết bổ thí là cái gì hết trơn á, cái đó thầy cho cái đó ở quý vị rất là giàu nguồn bổ thí đó, cái lời nói của mình không thôi à, đó, mình an ủi người khác đó là được bổ thí đó. Do đó những cái gì nhiều khi mình ở nhà mình cái này là một câu hỏi thầy đó, nó bây giờ tôi không có tiền bạc, tôi có gì làm sao tôi bổ thí, nhưng thực sự là có nhờ cái quán đặt này nhờ cái sự khá trị đó, do đó mình tự nhiên mình thấy liền cái lời nói mình có giá trị chứ. Đó không? Dạ, mình cho cái điều đó là nguồn rất là giàu có, phải không? Mà không tổn không mất đồng nào hết trơn á, phải không? Hoặc là mình an ủi người nào đó đâu có mất tiền đâu, phải không? Dạ. Nhiều khi cũng mất thời gian nữa. Dạ. Để như mình gặp người họ đau khổ chẳng hạn, mình an ủi họ tí đâu mất tiền mất thời gian đâu, mà cái lời lạc rất là lớn. Thưa vì nhiều khi mình không còn nghĩ ra mà tự nhiên ai khá trị cho mình là quảng đảnh đó, nó khá trị cho mình tự nhiên mình thấy được liền, Trang hả? Dạ. Như vậy là đồng ý của thầy không, Trang hả? Dạ, dạ. Rồi bây giờ mình kể tiếp nữa. Bây giờ thưa thầy, vấn đề mà kỳ pháp tu Phật Jambala trắng thì cái phần này hình như năm ngoái thầy có giải thích rồi, phải không? Thì thưa thầy, thầy giải thích thêm một tí nữa. Dạ, dạ. So the question regarding the white Jambala. Last year you did mention about Jambala in general. Maybe a little bit different this year. To explain what's the difference. This year is a white Jambala, right? Right. Mm-hmm. Yeah. So the Jambala is a wild Buddha. Wild Buddha. So the Buddha is very skillful, huh? Very skillful. Buddha very skillful. So the Buddha give according to what they need. What they need. So they need good health, then the Buddha give the medicine Buddha practice. And then people need love and compassion, love, then Buddha give the practice of Kwam. People who need the wisdom, so dumb, cannot the think straight, mind is not sharp, then Buddha give the practice of Manjushri, Buddha Manjushri. So, and those who need to remove the obstacle, people have many of some people have always find themselves in the wrong location with the wrong time, And for them, Buddha give the practice of removing obstacle, Tara. So those who need the wealth, always live in poverty or having the struggle, difficulty with the wealth, having the enough material to live their life comfortably. So Buddha give the practice of Jambala. So the wealth of Buddha, they give the both wealth, outer wealth and inner wealth. So there's a four practice, Jambala practice. And then this white Jambala practice, yellow Jambala practice, yellow last time we did, is yellow means Jambala is increasing. Increasing, not only have the wealth, but this increase whatever wealth you have. So the white Jambala is a Jambala Buddha that not only give the wealth but also helps you to do the purification. Yellow means purification. No, white means purification. Mm-hmm. Yellow means increase. Why the purification? So this year we need a lot of purification. when you look around the world,
laws of disaster, pain and suffering. Negative karma is ripening, you know. So we need a purification. We need a purification. So that's why this white Dzambala practice, white means for purification, Dzambala means in, to gain the wealth. Yeah, that's why. My turn. Yeah. Thưa, thật sự là Đức Phật rất là từ bi. Ngài năm nay thì là Pháp Tu nói về Đức Bạch Đại Bảo là Dzambala, tức là một cái vị Phật mà cho chúng ta cái sự giàu có thịnh vượng. Nhưng mà Đức Phật rất là hay, tại vì cái cách Ngài nhìn là Ngài sẽ cho những cái gì mà chúng ta cần. Thí dụ bây giờ chúng ta cần cái sức khỏe thì Ngài cho mình thực tập cái pháp môn dược sư. Nếu mà chúng ta cần tình yêu thương, cái lòng từ bi thì Ngài dạy cho chúng ta tu tập theo cái pháp môn Quan Âm. Nếu mà chúng ta cần có cái trí tuệ mở mang, sự hiểu biết thì Ngài cho chúng ta cái pháp môn Đức Văn Thù Sư Lợi. Rồi khi mà chúng ta gặp những trường hợp khó khăn mà chướng ngại ở trong cái thời điểm hoặc là trong cái nơi chốn mà chúng ta không có nên ở đó hoặc là không đúng thời điểm, thì Ngài cho chúng ta cái pháp môn Phật Tara. Ngài sẽ giúp chúng ta tẩy trừ những cái chướng ngại đó. Rồi nếu mà nói về tài lộc thì là tại vì nếu mà chúng ta muốn tu tập mà chúng ta không nghèo đói, không có đủ thức ăn, không có đủ vật chất để mà sống một cuộc sống thoải mái thì mình không có thể nào mà tu tập được. Thành ra là Ngài cho chúng ta cái sự tài lộc đó, mà cái tài lộc này không những là chỉ là bên ngoài mà cả bên trong nữa. Tức là bên ngoài là có thể những cái tiền tài, những cái lợi lạc mình có, bên trong là về pháp, là những cái sự lợi lạc về pháp. Thầy giải thích thêm là cái sự khác biệt giữa cái Hoàng Tài Bảo và cái Bạch Tài Bảo. Thì Hoàng Tài Bảo năm ngoái là thầy đã giảng dạy là cái nguyện của Ngài là cho chúng ta tăng trưởng, tức là khi mà chúng ta đã có những cái tài lộc rồi, Ngài sẽ làm cho mình tăng trưởng thêm nhiều hơn nữa. Còn năm nay cái pháp môn mà Bạch Tài Bảo là không những là tăng trưởng, nhưng mà Ngài giúp cái điều chính đi yếu là Ngài giúp cho chúng ta thanh tịnh hóa tất cả những cái đau khổ, những cái đau thương mà chúng ta đang gặp phải. Tại vì bây giờ thầy nói nhìn chung ở thế giới hiện tại bây giờ đang có rất nhiều những cái tai ương, những cái khó khăn, những cái đau khổ, và đây là cái nghiệp quả nó đã trổ, những cái nghiệp xấu nó đã bắt đầu nó trổ, cho nên mình cần phải có cái sự thanh tẩy đó, cái sự thanh tẩy những cái nghiệp quả đó để giúp cho cái cuộc sống của mình nó được tốt đẹp hơn năm nay. Để tôi nói tóm lại là Bạch Tài Bảo, Hoàng Tài Bảo như vậy, tức là để quý Ngài thanh tịnh hóa cái cơ thể của mình, hay là thanh tịnh hóa cái tâm của mình. Khi mà cơ thể và tâm được bình an thì mình có sức khỏe, tâm được mình bình an thì mình tạo được của cải rất là dễ dàng, đó là sự giàu có. Bạn dạ, Trang? Dạ đúng vậy, dạ đúng rồi. Nếu mà bệnh thì không có làm gì được. Thì nếu như bệnh thì không làm gì được đâu. Hoặc là không có tiền tài thì không làm được gì hết. Dạ. Như vậy là có sức khỏe ta có tất cả. Dạ. Mà nếu như mà có sức khỏe mà tâm không bình an, dạ, thì mình không thể làm tiền được. Dạ đúng vậy. Do đó là cái pháp môn tu Bạch Tài Bảo là Hoàng Tài Bảo là như vậy thưa quý vị. Thì đơn giản như vậy thôi. Đến quý Ngài làm thế nào là tình hóa cái cơ thể của mình, tinh hóa cái tâm của mình không có xôn xao, mình không có lo lắng, mình không có buồn phiền. Khi mình tâm mình an ổn, sức khỏe mình có, thì đương nhiên là vật chất nó đi theo thôi. Thì đó là phương pháp tu Bạch Tài Bảo là Hoàng Tài Bảo. Dạ thưa đúng. Uh-huh. Dạ, dạ. Như vậy là cái ý của thầy như vậy phải. Dạ thưa đúng. Dạ. Anh rất nói. Thưa quý vị thì nhiều khi mình nói là có như là Hoàng Tài Bảo là Bạch Tài Bảo, nhiều khi rất là khó hiểu. Dạ. Thật ra nó tóm lại trong kinh Phật là như vậy, nó rất đơn giản. Thưa thầy, thế như vậy thầy còn có thể sơ qua cái lễ mà Dzambala Puja là cái lễ như thế nào, và
thầy nói sơ cho con để giữ lại cho quý vị Phật tử về để nghe thầy nói nữa, chứ thầy nói trên này hết rồi. Quý vị Phật tử nó tôi nghe thầy nói trơn, tôi nghe thầy nghe nói trơn rồi, chứ tôi không để nghe nữa, nghe cũng là cũng quá nhiều rồi. Có chưa đó thầy nói ngắn gọn con để lại cái phần mà thầy giảng trước cho các vị Phật tử đến đó. Thì thưa thầy, cái lễ mà Jambala Puja là lễ như thế nào thưa thầy? Briefly explain about the Jambala Puja. Jambala Puja is the understanding of meditation. How to gain the inner and outer wealth. Yes. So this Jambala Puja, you do this practice together with the three elements. First element, you do meditation. Second, you chant the words. So when you chant the words, and according to the words, the meaning of the words, you meditate. Second. Third, you do with the mudra, hand gesture. So combination of these three, then very effective. Jambala Puja, you are doing this practice with a combination of three. What? Meditation, recitation, reciting the words, and the mudra. So combination of these three, and they do you the Jambala practice, then you definitely gain the inner wealth and outer wealth. Dạ thưa, cái Jambala Puja này thì là thực sự là một cách ngắn gọn, chứ là mình làm cái pháp môn này để mà mình có thể tạo ra cái phúc lộc từ bên trong cũng như là bên ngoài. Thì gồm có 3 phần, tức là thứ nhất là mình thiền và mình tụng chú. Mình tụng và mình phải hiểu những cái lời chú mình tụng là như thế nào, và mình thì mình tụng những câu chú đó. Và cái điều thứ ba là mình làm những cái thủ ấn. Những cái thủ ấn thì khi mà 3 cái điều này nó tổng hợp lại với nhau thì nó trở thành một cách rất là mạnh mẽ, rất là vi diệu để mình có thể tạo lên được cái sự giàu có về bên trong cũng như bên ngoài. Cảm ơn Trang rất nhiều. Thế như vậy thì quý vị thấy cái nãy giờ chưa là quý vị đã nghe thầy giải thích trong 2 ngày pháp hội rồi. Quý vị đó là mới thầy nói sơ thôi. Mong quý vị có như là đến tham dự cái 2 ngày mà pháp hội này thì quý vị có nhiều lợi lạc hơn. Cả thứ nhất đó là quý thầy khai mở cái trí tuệ cho mình. Cả thứ hai nữa, khi khai mở trí tuệ rồi á, thì các thầy hướng dẫn cho mình cái cách thực hành như thế nào, tức là khai mở cái bộ đề tấm của mình như thế nào, rồi cách mình bố thí như thế nào. Có nhiều cách bố thí lắm, nhiều khi mình cũng biết là mình nói là tôi không có gì để bố thí, nhưng có nhiều cách lắm, là các thầy chỉ vẽ cho mình để làm những cái việc mà có lợi cho chính bản thân mình, có lợi cho gia đình mình và có lợi cho cộng đồng. Thì thưa quý vị, thì hàng năm như vậy là thầy có tổ chức những pháp hội này, và mỗi năm có một cái chủ đề khác nhau. Giống như năm ngoái tức là Hoàng Tài Bảo, thì năm nay là pháp của Quán Thế Âm và Jambala Trắng. Pháp hội được tổ chức 2 ngày là ngày 24, ngày 25 tháng 2 năm 2024, tức là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, từ lúc 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại trường trung học San Jose, gọi là High School, San Jose High School ở đường 24, cái số là 275, là đường 24 San Jose. Thì quý vị có thể rằng lấy freeway xa lộ 101, là rồi quý vị có thể lấy cái exit McKee á, về đường Julian á, quý vị sẽ gặp cái đường 24 rất là dễ dàng thôi. Lúc quý vị nếu như muốn biết chi tiết thì có thể là ở nhật báo Kali Today có đăng
cái lễ pháp hội của thầy. Và đồng thời quý vị có thể biết thêm chi tiết nữa thì quý vị có thể là liên lạc với Trang ở số phone là 510-552-2423. Tôi xin nhắc lại nghe, quý vị có thể liên lạc với Trang ở số 510-552-2423. Và có thể là quý vị liên lạc với chị Tâm, Tâm Trừng ở số là 925-324-3746. Bây giờ chúng tôi nhắc lại hai cái số điện thoại quý vị liên lạc để biết thêm chi tiết nữa nghe. Rồi quý vị chuẩn bị bục chưa? Rồi quý vị liên lạc với chị Tâm ở số là 925-324-3746 và chị Hiền Trang là 510-552-2423. Làm như vậy là pháp hội có 2 ngày thưa quý vị, thì không còn bao lâu nữa, chắc cách khoảng 1 tuần tới rồi hả? Dạ, thứ cuối tuần tới ạ. Rồi. Thì nếu quý vị là khi này thầy có đề cập đến là sau khi mà quý vị Phật tử là tham dự cái pháp hội 2 ngày mà tu học về là Phật Dược Sư, thì một số quý vị Phật tử đến thưa thầy không có lời lạc nhiều lắm, được thực tập và đồng thời mình cảm thấy rất lời lạc rất là nhiều, lời lạc về sức khỏe, lời lạc về gia đình, lời lạc về cộng đồng, lời lạc nhiều lắm. Đó, yeah. Đó nhiều khi mình có thể là chỉ cần bỏ một thời gian ngắn 2 ngày mà thôi, yeah. Mà nhiều khi những cái benefit đó, những cái lời lạc đó nó đeo đuổi mình cả cuộc đời, nhiều khi mình không khá mở tâm trí được. Thì không biết rằng là Trang có thể hỏi thầy thầy còn cần muốn nói gì nữa hay không? He just recap on the event, the contact information and location. Is there any parting words you would like to give? Oh yeah. So the I would like to recommend highly recommend all of you who are listening this show, please come and join this very rare opportunity. Why is that? Because the there are many things in our life, but the most important thing is your spiritual practice. Because all the things in life comes and go. Mm-hmm. But your life continues to exist. So with the life continues to exist, so Dharma need in life. Only the Dharma will help you in your life, in this life, in all the life. Mm-hmm. In this life, and in the good times, and in the bad times, when you sick, when you die, what can help you? Doctors say, we can't do anything. And then nothing can help you, only the Dharma can help you. So this kind of opportunity, Dharma practice here, we have this opportunity. Among the Dharma, most important practice is learn and practice the love and compassion. Love is the creator of everything. So this very meditation on Kwan is meditation on love. So then when you have love, it is the primary source of healing. If you want to heal, when you have love, then it will heal you. So this opportunity, you come and learn this. Not only this, you come and learn. You have to, if you really want to help your family, your loved one, other people, bring them. Not only you come, bring them to this event so they can learn and practice.
So this is the best giving in giving Dharma. Yeah, so I request all the people to join this opportunity. Okay, thank you. Mm-hmm. Okay, generally speaking, welcome everybody, come and learn and then put into practice. Yes. Very important. Yeah. Thầy cũng xin mời tất cả quý Phật tử, quý đồng hương tới tham dự cái pháp hội. Tại vì đây là một cái cơ hội rất là đặc biệt, rất là thù thắng. Tại vì thật sự ở đây, khi mà nói về cái điều chính yếu ở trong cái đời sống của tất cả mọi người, thì cái điều quan trọng nhất là cái con đường tâm linh của mình, cái con đường tu tập của mình. Tại vì tất cả mọi thứ ở trên đời này, nó đến rồi nó đi. Nhưng mà cái cuộc sống của mình nó tiếp tục, và để giúp cho cái cuộc sống của mình nó được tăng trưởng, nó được thăng hoa, thì chỉ có Phật Pháp mới có thể giúp mình. Tại vì tất cả những cái gì mình có được, cái khi mà mình gặp phải những cái giai đoạn mà tốt lành hoặc là xấu ở trong cái cuộc đời của mình, hoặc là khi mình bệnh hoạn, hoặc là mình sắp sửa chết, thì cái gì có thể giúp mình? Những bác sĩ cũng không có thể giúp mình khi mà mình đang hấp hối trên giường bệnh. Chỉ có Pháp. Là tại vì sao? Là tại vì Pháp nó trường tồn, nó mãi mãi, không những cái kiếp này mà còn những kiếp sau nữa. Cho nên là đây là một cái cơ hội rất là đặc biệt, rất là quan trọng, để mà mình có thể tới, để mà mình học hỏi về Pháp và mình thực hành cái tình yêu thương, cái lòng từ bi. Tại vì sao? Là tại vì cái tình yêu thương là cái nguồn cho tất cả mọi việc, là cái nguồn để mà chữa lành. Tại vì không có tình yêu, không có tình yêu thương thì không có thể nào mà chữa lành. Tại vì đó là cái nguồn chính của cái sự chữa lành cho chính chúng ta và chữa lành cho cái tâm linh của chúng ta. Thành ra là thầy nói là mọi người nên đến để mà học, và học và về để thực hành. Và nếu mà thực sự là mình muốn giúp cho người thân, cho gia đình của mình, thì mình nên đem những người đó đến để mà học Pháp. Tại vì thực sự bố thí Pháp là một cái điều bố thí mà kêu là hơn tất cả những cái bố thí khác. Dạ, xin kính chào và xin mời tất cả mọi người. And that's the reason why I learned from you how the Dharma are given. Right. That's the reason why we respectfully invite you in town and come here to share the Dharma to the other people. That's the way. Tại vì tôi nhận thức rằng là thầy đã dạy rằng, tức là không có bộ thi nào cao cả hơn đó là bộ thi Pháp, the Dharma given. Bởi vậy, do đó anh Nguyễn Xuân Nam và tôi trân trọng mời thầy và Trang đến để chia sẻ cái Phật Pháp, là nói lên sự bộ thi của cái lòng bổ thí của mình, có nhiều cách bổ thí. Bởi vậy, cái đó có buổi nói chuyện hôm nay, đó là một sự trân quý của anh em chúng tôi đối với thầy và Trang. Và một lần nữa xin cảm ơn thầy và cảm ơn Trang đã dành thời gian để chia sẻ những cái Phật Pháp, những cái bổ thí nhiều khi mình không biết. Đó là bổ thí Pháp, là bổ thí cao cả nhất, mà không tốn tiền, mà không tốn bạc, mà không có tốn thời gian. Và xin quý vị bỏ chút thời gian đi. Sợ gì sự lời lạc lớn không quý vị? Bởi nhờ cái sự lời đọc very big benefit, bởi vì cái benefit đó, do đó chúng tôi phải mời thầy và Trang đến đây để chia sẻ đó. Cái lời lạc của quý vị có thể bỏ 2 ngày thôi mà học được rất là nhiều, và cái lời lạc này á, nó đi theo suốt cả cuộc đời của quý vị, đến khi mà đến cái giai đoạn thầy vừa dạy á, Trang vừa phiên dịch đó, đến khi mà cái giai đoạn mà quý vị hấp hối vẫn còn lời lạc cho quý vị nữa. Tại vì khi hấp hối quý vị không biết đường nào mà quý vị đi hết đó, rồi không biết mình về lên quả trời hay lên Phật là về, hay là về hưởng âm ti là phụ gì đó, nhưng nhờ Pháp cái đó quý vị thoát được tất cả mọi cái lời lạc rất nhiều. Mời quý vị đến cái pháp hội của Quán Thế Âm và Jambala Trắng của thầy, là tổ chức vào ngày 24-25 tháng 2, tức là tuần tới rồi. Và quý vị muốn thêm hiểu thêm về chi tiết nữa, quý vị có thể liên hệ thẳng với Trang ở số 510-552 và 24-23, hoặc là quý vị liên lạc thẳng với chị Tâm Trần ở số điện thoại 925-324 và 3746. Một lần nữa cảm ơn thầy, cảm ơn Trang.
Dạ sư, cảm ơn anh anh và đài Kali Today đã có cái phỏng vấn dành cho thầy, đặc biệt là ưu ái dành cho thầy để mà có thể kính mời quý Phật tử để tới tham gia cái pháp hội. Dạ thưa, rất là cảm ơn anh và anh Nam. Dạ thưa chào. Dạ cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Dạ. Xin chào tạm biệt quý vị và cảm ơn thầy và cảm ơn trời. Dạ xin chào tất cả mọi người. Dạ.